Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình Thẩm Hoàng Mercedes. Hôm nay ở video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn và quý khách hàng xem chiếc GLB 35 AMG hoàn toàn mới luôn. Chiếc này thì hiện tại đang có mức giá là 2.690.000.000 đồng, chưa bao gồm các cái phí đăng ký và thuế trước bạ nha các bạn. Xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mexico, màu xanh rất là ấn tượng luôn, rất là thể thao. Đây là cái mặt ca lăng đặc trưng của mấy cái dòng thể thao GT bên Mercedes-Benz các bạn. Logo Mercedes-Benz bên đây đặt ở chính giữa nè. Cụm đèn LED High Performance với cái cấu hình nhìn rất là bắt mắt luôn. Cái này có tính năng tự động bật tắt cho mình nè, rất là hay, rất là tiện. Ví dụ như đi vô học bộ thêm nào đó, ví dụ như mình quên bật thì xe nó sẽ tự bật cho mình khi mà mình để ở chế độ auto nha. Mâm xe AMG 20 inch, đĩa phanh đục lỗ cho mình luôn này. Trên cái bé phanh thì nó có thêm cái chữ AMG luôn, tăng thêm cái phần thể thao. Hệ thống treo AMG Drive Control thì các bạn có thể điều chỉnh độ cứng mềm của cái lò xo thông qua một cái nút bấm ở trên bệ trung tâm. Như nắp capo này là cái động cơ 2.0, mở dùm động cơ mà. À quên, quên, mở dùm cái nắp capo chứ. Giật dùm hết. Đây mấy anh em đang quay clip up lên để bán xe nè các bạn. Đây là cái động cơ 2.0 nè. Đó, nghe tiếng máy nổ nó rất là hoành tráng luôn, rất là mạnh. Động cơ i4 2.0 cho ra công suất là 306 mã lực. Đi kèm nó là một cái hộp số tự động 8 cấp AMG và dẫn động 4 bánh toàn thời gian luôn. Chạy rất là thể thao. Trên xe thì có rất là nhiều chế độ lái cho mình chọn để khi mà vận hành cái xe để trải nghiệm theo cái cảm giác riêng biệt của mình. Như các bạn thấy nè, cái thanh nè, những cái thanh dàn rất là chắc chắn luôn, có chữ AMG luôn. Đây là cái cụm trục bô rồi các bạn. Nhìn cái động cơ nó rất là hầm hố đó. Khi mà quay dưới này thì mình sẽ không bao giờ thấy được cái gì đó, tại vì ở dưới che chắn rất là kỹ. Hầu như xe mẹt nào thì cũng che chắn rất là kỹ lưỡng nha các bạn. Động cơ có chữ AMG nhìn rất là mạnh mẽ luôn. Xe này thì cái khoang kính phía sau của mình đó, nó tối màu, nó tối màu sẵn như mình luôn. Do bên kia đang mở cửa nên các bạn sẽ khó nhìn, mà các bạn sẽ đánh phía sau nó sẽ tối màu. Bạn cắm gió rồi bạn. Hả? Tính năng chìa khóa thông minh keyless go luôn. Giá nóc bằng hợp kim nhôm nè, giúp cho xe nó chắc chắn hơn. Đây như bạn vừa nói thì có cái cánh nước gió phía sau nè, nhìn phía đuôi xe nó sẽ thể thao hơn. Đây là phần phía đuôi xe. Xe này trang bị cho mình là cốp điện, có đá cốp đầy đủ hết luôn. Cấu hình bật 502 7 chỗ. Phía sau này mình không đi thì mình có thể gặp xuống được để chở đồ. Nhưng mà cửa này nó đóng chắc hơn GL200. GL200 cái đóng. Có mặn thì còn đóng nó. Đây có hai bạn cũng đang quay chụp hình xe chung với mình, đang tranh luận với nhau. Khi mà mình đi 5 người á thì ngồi rất là rộng luôn. Mình đẩy hết ghế, hàng ghế thứ hai này ra phía sau nè thì ngồi rất là rộng. Phía sau cửa gió điều hòa đầy đủ hết luôn nha các bạn. Mấy cái dây đai an toàn là màu đỏ, nhìn rất là thể thao. Mình quay ngoài này thì nó hơi ồn một chút, mong các bạn và quý khách hàng thông cảm. Đây là phần nội thất của nó nè các bạn. Vô lăng AMG, bọc da nắp 3 luôn. Màn hình giải trí là 10.25 inch, để mình vô mình quay sát thôi. Đây, màn hình cảm ứng nè. Nó có thêm cái hiển thị này nữa. Rất là đẹp. Động cơ xe. Mình mở to màn hình ra cũng được nè. Vô lăng AMG bọc da nắp 3. Ghế người lái là điều chỉnh điện, nhớ cho mình 3 vị trí.
đặc biệt dòng GLB thì nó trên cánh cửa nó sẽ không có cái chốt khóa ở đây, thay vào đó thì nó sẽ là báo bằng cái đèn ở đây được các bạn, cái đèn đỏ đỏ này. Cửa gió tuabin nhìn rất là xịn sò luôn, nhìn như mấy cái động cơ phản lực của máy bay vậy. Học để đồ nè, chìa khóa, chìa khóa có chữ AMG ở trên luôn, bàn short pass này, rất là lớn. Ví dụ như mà các bạn muốn thay đổi độ cứng mềm một cái phuộc nè, nó có hai mức cho mình, hoặc là khi mình chọn cái chế độ lái cũng vậy. Ví dụ như Sport Sportless thì nó sẽ cứng, còn Comfort thì sẽ mềm. Còn cái này thì là tùy chọn theo cái sở thích riêng của mình, mình có thể cài đặt riêng biệt bên những cái phần bên này. Ở trên này là một cái tính năng là đi đường trơn. Bàn đạp phanh và chân, cái chân ga này đều bọc hết cho mình luôn. Đặc biệt là xe này sẽ trang bị cho mình cửa sổ trời, toàn cảnh rất là thoáng. Trang bị loa Boommaster này các bạn, loa Boommaster nghe nhạc thì rất là hay. Bộ ghế da nè, Atico màu đen. Đóng cửa rất là chắc luôn. Thì video của mình này xin kết thúc tại đây. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một chiếc GLB 35 thể thao mạnh mẽ như thế này thì hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại 0918 611 766 nha. Xin chào và hẹn gặp lại.